Xin chào tất cả mọi người nhá. Đây, Andersi đã phát hiện ra con kỳ nhông nhờ một chiếc đuôi rất là dài. Đây, mọi người có thể thấy nha. Đây. Đó, gà của Andersi nha. Đây, tiếp cận thời gần nha mọi người. Ủa, đó. Kỳ nhông này cũng tương đối to nha mọi người. Đây, kiểu con này nó là trưởng thành rồi nha mọi người. Đó. Trông rất là tuyệt vời nha mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vuốt đuôi chúng này mọi người. Đó, rất là dài, rất là thoải mái nha mọi người. Đây, có thể nói là để tống được chúng thôi nha mọi người. Đó, nhưng mà phải ban tối, quay qua tối một cái rồi quay qua sáng, qua tối, quay qua sáng, tối, sáng, tối. Ở đây nha mọi người. Đây. Anh sẽ bắt được con nhông này rồi. Bắt được một chiếc đuôi rất là dài nha mọi người. Đây. Mọi người có thể thấy nè. Bắt về thôi chứ anh ta sẽ thả đi nha mọi người. Đây. Thả chú này. Đó. Chúng nó bắt không để không nuôi cũng không để làm gì nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video nha. Xin chào và gặp lại. Bye bye.